khớp gối em cảm giác nó bị lệch ra. Vâng. Chắc chắn là bị đập vào chỗ này chứ không phải là đập đây gì. Mà nó dở cái nó bị đúng cái chỗ là cái chỗ dây chằng là một để bám dây chằng. Thì nếu mà em bị đập ở đây nhá, mà nó đau ở đây nhá, thì chắc chắn em cần 100% em cần phải vật lý trị liệu, gần như chỉ tuyệt đối luôn. Hôm qua chấn thương như nào đây? Thì đá bóng ấy, thì chắc là bị đập hết rồi này. Đập cái gì vậy đấy? Chắc là đầu gối đội bạn. Đúng rồi. Đội em nghĩ thế. Không, hình đúng ấy, đúng ấy. Đập trực tiếp vào đấy. Vâng, đấy, vào đấy. Không, em cảm giác mình kêu khựng á, cảm giác được hai khớp nó đi phát nhỉ. Tức là nó lệch ra. Vâng, đấy. Tức là cái khớp gối em cảm giác nó bị lệch ra. Vâng, đấy. Nhưng mà nó không kêu to. Đấy, nhưng mà như là bình thường. Em duỗi thẳng chân ra thì đau? Duỗi thẳng ra không đau. Tốt này, về làm trước. Tốt. Đau hơi hơi. Đau thì biết ngay. Hơi hơi ai đấy. Hơi đau quá. Bình thường quá. Bình thường quá. Tốt lắm. Đây gì? À vâng. Em bị đập vào đây gì? Vâng. Chắc chắn là đập vào chứ không phải là bị đập vào đây. Chắc chắn là bị đập vào chỗ này chứ không phải là đập đây gì. Thế thì nó đơn giản hơn nhiều rồi ạ. Nếu như em bị đập vào đây mà nó đau ở đây thì nó sẽ nguy hiểm hơn. Chứ cái này thì nó đơn giản hơn nhiều. Nhưng dù sao thì nó cũng ở cái vùng mà nó dễ đau rất là lâu. À đấy, à rồi. Đau quá. Trời, cái này của em mình dùng dở cái điểm bám trên của dây chằng trong. Chỉ duỗi thẳng chân ra nó đau đúng không? Duỗi thẳng ra nó đau, để bình thường này thì nó đỡ đau hơn nhá. Đây bị đụng dập. Chỗ này em đụng vào đây thôi. Nó cứng thì đập nó giống như mình bị đấm vào ấy thì nó đau nó tím rồi. Kiểu cảm giác như là nó bị tím cái cổ tay ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Thế nhưng mà nó dở cái nó bị đúng cái chỗ là cái chỗ dây chằng là một. Để bám dây chằng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đau ở cái điểm trên này thì nó rất là đau, rất là lâu. Đó, rất lâu. Tầm bao lâu? Cái này thì đối với cái này ấy, đau lâu này không tiên lượng được. Và nếu như mình mà xử lý tốt ngay từ đầu ấy, thì chỉ cần khoảng 2 tháng là nó hết. Nhưng mà xử lý không tốt ngay từ đầu có thể là khoảng 10 năm nó không hết. Đó, có thể là dây chằng nó chắc rồi đi chăng nữa nhưng nó vẫn cứ làm mình đau. Bởi vì riêng cái điểm bám trên của dây chằng trong này nó rất dễ bị sơ hóa, nó canxi hóa. Cho dù nó chắc rồi đi chăng nữa nhưng mà những cái sơ hóa, canxi hóa đấy nó cứ làm mình đau. Đương nhiên là có cách giải quyết đó. Nhưng mà nó hay thế. Cho nên là mình ấy thôi, mình chăm sóc nó ngay từ đầu thì anh nghĩ là nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Thế thì cách nào để chăm sóc nó? Bây giờ là cái cách là của em, bây giờ em mới bị như thế này. Nếu ví dụ bây giờ nó khoảng độ 5 ngày rồi thì sẽ có cách xử lý gần em. Nhưng bây giờ may mà em mới bị từ ngày hôm qua. Cho nên bây giờ cái phương pháp tốt nhất của mình bây giờ nẹp gối lại. Nẹp gối lại. Em chỉ cần nẹp từ 1 đến 2 tuần thôi. Còn cố định nó lại. Chính xác. Nẹp cố định nó lại để em rất là may là nó dập thôi chứ nó không bị đứt rách gì. Tức là dập là cái gì? Dập là cái sợi của nó vẫn còn. Nó vẫn còn, nó chỉ dập nó hỏng một chút xíu thôi. Chứ không phải đứt rách, đứt rách là đứt hẳn ra. Đấy. Thì bây giờ mình nẹp nó lại để mình bảo tồn nó. Và trong cái thời gian này thì mình tích cực mình chườm đá cho nó, chườm mát cho nó. 2-3 tiếng chườm một lần, mỗi lần chườm 30 phút. Chườm một cái nước mát thôi. Đó, thế thôi. Thế sau rồi em chườm nó khoảng độ 3 đến 5 ngày nữa liên tục. Thế sau đó thì mình vật lý trị liệu của cái này siêu âm điện xung hoặc siêu âm vi sóng massage cái thứ. Bây giờ là em sẽ đẹp nó vào, đẹp 24/24, kể cả lúc đi ngủ, mỗi lúc tắm bỏ ra thôi. Đó. Thế nếu mà em bị đập ở đây nhá, mà nó đau ở đây nhá, thì chắc chắn em cần 100% em cần phải vật lý trị liệu, gần như chỉ định tuyệt đối luôn. Không là nó sẽ đau mãi, đau mãi, đau mãi không khỏi. Nhưng do em đụng dập như này này thì nó cũng không quá nghiêm trọng. Có cần uống thuốc gì không bác sĩ? Em mới bị này thì em nên uống mấy ngày thuốc giảm đau chống viêm, uống 3 ngày thôi. Thế thôi, không cần uống gì cả. Nếu mà tốt hơn nữa thì mình có thể uống cái collagen tiếp 1 để tái tạo cái gân và dây chằng tốt hơn. Thế thôi, chườm đá liên tục. Nếu mà không nẹp thì có ảnh hưởng? Không nẹp thì nó thứ nhất là lâu khỏi. Cái thứ hai là cứ để quay đi quay lại. Nó sau này nó trùng, nó lỏng cái gối này đi. Nó phí lắm.
Em tưởng tượng như một vết đứt tay nhá. Nếu như em băng nó lại thì nó liền rất nhanh và nó khít lại da của em. Thế nhưng mà nếu em không nẹp vào thì giống như là em vừa đi vừa gấp ra dưới này vào ấy, thì giống như là cái vết đứt tay em có thể bay nha phát đến bao giờ nó mới liền. Và cái sẹo nó sẽ toát ra, nó sẽ rất là xấu. Sau này nó rất là phiền, nhất là cái vùng điểm trên này nó đau lâu lắm. Không chăm sóc thì nó có tự khó như nào? Cái này ấy, thì nếu như ở chỗ khác, ví dụ chỗ này nhé, nếu này nó tự khỏi được, nó không để lại di chứng gì nhiều. Nếu mà nó lỏng thì là nó lỏng thôi. Nhưng mà chỗ này ấy, thì nó đặc biệt chỗ điểm bóng trên này, nó rất là dễ bị sơ hóa, canxi hóa, nó sẽ hay để là nó đau mãi. Còn nếu như em mà bị mà va vào đây nhá, mà nó đau đây nhá, thì gần như chắc chắn là em cần phải vật lý trị liệu thì nó mới an toàn cho em được. Nhưng mà em bị va vào trực tiếp đây nó đau thì em tự ra thắp được. Em chỉ cần nẹp vào và sau. Mày quá. Như thế này thấy là may rồi.